Đang quay ông Thắng đó nha. Quay rồi đó. Thời buổi corona phải tập để chống đề kháng, tăng cường đề kháng phải không? Gì vậy vậy? Trái đi. Đó nè, con Vịnh thì nè không? Quay lát quay qua thầy nữa nè. Từ lại thôi. Quay từ từ thôi nhưng mà quay quay anh nhiều hơn. Quá dễ quá dễ. Từ từ. Quay khung cảnh xung quanh. Chú bấm rồi. Không mở. Trời ơi cái thằng này. Gần gần rồi thôi, từ từ đã. Ví dụ như cần xa nè, lấy hết người nè. Lấy hết rồi lấy, còn mình điều chỉnh lại, chủ yếu là thay lấy mình ra một lát quay lấy rõ rõ. Trời ơi, này nhanh quá. Đó, còn đừng có 0.5 hoài. Nè, thấy chưa? Này ta nhưng muốn quay gần thì... Đó, con quay xa vậy cũng được, giờ lấy con quay gần rồi. Lấy gần đi. Không, thì... Không, tùy theo. Đó. Nha, lấy con quay nha, quay toàn cảnh. Chú đang quay anh Thắng. Ồ hay quá. Mát trên lưới. Vô. Có cây rồi cũng đỡ đó nhưng mà.
ghê. Nãy chưa bấm nút quay nữa, quay đúng rồi. Nãy mà chưa bấm nút quay nữa, quay đúng rồi luôn nãy giờ. Giờ cũng mới bấm nè, nãy cũng quên bấm luôn. Ừ.
con cầm quay đúng rồi luôn. Ai quà Tết ai cũng lên tay chứ quên lên tay á. We'll be right back.